Buổi chiều nay ra đi thăm đồng. Đây là ruộng lúa nhà của Khoa. Lúa ngã hết rồi. Phong cảnh rất là mát mẻ. Trời thì rất là mát mẻ. Phong cảnh rất là đẹp. Đây là ruộng dưa leo. Đã thu hoạch rồi. Mẹ của Khoa đang tả mộ. Đây là vườn khổ qua đang trong giai đoạn thu hoạch. Bên đây là vườn dưa leo. Dưa này nó đã bị bệnh rồi. Vườn khổ qua thì thấy tốt hơn.
có nhiều trái nó ra không có đẹp. Nhìn bao quát thì thấy cái vườn khổ qua rất là đẹp, trái nó xum xê.